Vâng, thì sẵn tiện cái con 506G này thì nó y chang con 506N, thì bác nào mình đang có 506N thì có thể sử dụng nó nha. Thì sẵn tiện để em test cái cặp loa, hai cặp loa boss gửi cho hai bác, thì phối luôn với cặp Radian full 30 dòng loa Mỹ Noi. Nó những dòng loa full thì độ nhẹ nó cao nên là nó dễ ghép âm ly là cái chuyện đương nhiên. Thì để có bác hỏi thì sẵn tiện em ghép cho bác cùng nghe. Thì nó là dòng 4 kênh y chang 506N về chất tiếng và hát và giá thành nó hợp lý hơn. 506G nha bác, bãi Hàn Quốc nha. Thì nó 4 kênh nên các bác đang vấn hầm một cặp nên là nó sử dụng có hai kênh thôi. Nếu các bác mà chơi hai cặp thì mình chơi luôn 4 kênh trong âm ly đó, nó vẫn được hai cặp riêng biệt nha. Mời các bác cùng thử một chất âm của nó nha. Giờ độ nhẹ nó cao nên là em phải chỉnh lại mic nha. Lô 1 2 3 4 5 6. Rồi Ok rồi. Tại mỗi loa nó có độ nhẹ khác nhau, dòng loa full thì nó nhẹ hơn là những dòng mà loa thông thường như là BMB hay là Boss. Nên là hát rất là nhẹ. Độ nhẹ con này maximum lên đến 105 dB như vậy. Và sau đây mời các bác cùng thưởng thức. Đối với âm ly 506N các bác đang sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được hai cặp này luôn nha. Full 30 đồng trục của Radian. Làm luôn bài hát lẻ nha các bác, lên đường từ đá luôn thì các bác cùng nghe lại. Cặp loa này giá 12 triệu 500 ngàn nha. Hát phèo. Trên dòng đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên tròn lời êm đềm, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy giờ gió núi xô sóng vơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vàng phần lẽ. Đấy, rất là ok nha. 506G và 506N đều đánh được cặp vào loa full 30 đồng trục này nha các bác. Bác vào xem có cặp thì cứ alo cho em nha. Cặp loa này em về được vài cặp thôi, cũng là sưu tầm về được giá 12 triệu 5 bao gồm phí ship. Bác nào mình lấy bộ dây loa luôn là cộng vào thêm 300 hay là 12 triệu 8 bao gồm phí ship nha.